Để tiếp tục chương trình, Phước Bến Tre cùng với nghệ sĩ Lý Bình Đan sẽ đến với quý vị một bài ca tân cổ, bài hát được mang tên Hoa Tím Bằng Lăng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiều chiến khu
bay lộng bốn phương trời. Trời quá đất luôn rồi. Bữa nay hai người song kiếm hợp bích quá trời hay luôn. Hiếu ơi, Ngọc và Hiếu là đôi bạn kém chiêu thời thơ. Tuy có lúc tách trời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai, thì nhận xét của
kìa. Còn lời lẽ nào nữa em hãy nói nữa đi, em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng. Tìm hiểu như cách như qua nhớ khóm phong lan xưa, lần về ngõ trúc như canh em nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thơ ấu của thuở hồn diễn cùng tung tăng đùa giỡn trước sân. Ngôi trường xưa của làng quê đại ngại ngồi lưu luyến vô cùng, vì ở nơi đó có hai tâm hồn bé bồng, nhà cấn kề kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo chung hồng xa quê, nhưng lòng vẫn nhớ về quê hương ngọt ngào dòng sông Hầu. Gió chứng về hơi lại nhớ thương, nhớ khói sương mù của làng quê đại ngại. Cái làng quê đại ngại giờ đây đã không còn nữa. Mấy năm tháng rồi anh xa quê, anh trung học ở Sài Gòn, anh có một lần về quê. Một mùa bài trường năm đó tôi trở về quê thăm lại bạn hiền xưa, nhưng ngôi nhà xưa đã thay đổi chủ, còn bạn thân thương thì phía bạn đến phương nào. Trả lời anh chỉ có sống trường gian vô nhiệm gì nào. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sắt. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn, đi lo lót tiền để làm cảnh sát để được yên thân. Rồi gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng, nhưng hiếu thì một bề hờn khiến lòng tôi tê buốt tờ. Hoàng đúng không anh Thái Điền? Quá đúng. Ngọc Hoàng ngữ tài đền vàng nè, thấy con uống rượu hai hàng lụy rơi, cho tưởng rằng con uống con vui, ai ngờ con uống con hôi nhỉ. Tây. Hay quá anh ơi. Chưa uống mà em à tưởng tượng mà. Bởi vậy người ta nói rượu vào là hư đời, hay nói việc làm bê bết bộ đồ lòng nó banh chành chắc chết. Còn tôi chẳng có ghiền gẫm chi hết, chỉ có lai rai để giải muộn tiêu sầu. Ngày một ngày hai ngày ba không có rượu, tôi thấy đau lưng số mũi nhức đầu. Tại mấy bà mấy cô không biết uống rượu thì bài điều đặc biệt ghét rượu, chứ mấy bà ăn trầu ăn bánh đâu ai nói gì đâu, phải không chị Bình An?
ông bà ta khen đáo khen để, cho nên văn chương chữ nghĩa để lại cách chồng. Cách chồng nào là vô tưởng bất thành lễ, nam vô tưởng như kỳ vô phong, tưởng nhập tâm như hổ nhập lâm. Còn thời đại ta biểu dương nó hết mình, rượu nếp gọi là nước mắt quê hương, nó còn quan trọng hơn mấy gì dương, nên gọi là đê. Nào giờ nghe Phước Bến Tre hát Thanh Tuấn rồi, bữa nay hát hài hay chuyện hài? Trời ơi, em nói thiệt với anh, em hát bài rượu này người ta tưởng em uống rượu, chứ thật sự ra em bỏ rượu lâu rồi. Nhưng mà nhớ rượu dữ lắm à nghe. Nói về uống rượu thì em thấy cái câu này nè, anh thấy điền với chị Bình An biết sao không? Sao? Chữ nho có dạy rằng chim con lửa cây lành mà đâu, còn gái khôn thì lửa mấy cha ăn nhậu mà nhờ. Nên tôi suy tôn Đỗ Khương là tổ nấu rượu, còn Lưu Linh là một tay uống rượu sẹt xong. Nói thì nhiều, uống chẳng bao nhiêu, sáng nhiều nhiều ít ly, trưa sương sương ít ly, chiều lại ra ghi lứt. Nếu có mồi ngon cũng được, không thì trái ớt me giòn cũng đủ nhấm sơ sơ. Nói về tài nội trợ tôi xuống dắt một cây, nào là canh thương lương, cá tra chân tương, bò tái giấm, vịt thiết canh cày nấu lẩu ngon chưa. Ví dầu du lịch năm tây, tổ tài nấu nướng diêm dương quỷ sứ A Tỳ chắc phải xài theo. Em kể mồi mà em chảy nước miếng luôn á Phước. Đã không? Kể cái chuyện này còn vui nữa nè. Có một bữa nọ, tôi cùng thằng bạn bỏ cơ quan đi ăn nhậu từ sáng sớm tới tối thui. Rượu vào chân tay tôi ngứa ngáy, tôi đập nát quán bà ba lít, nên được hân hạnh bị công an mời đi. Bóng lệ tôi lên rớt lâm ly như chút anh đài nơi Nam Sơn tiểu lộ. Nghĩ đời mình chắc như dịch hấp cao, bị xào nấu tớt hành tỏi mỡ. Khi về đồn được giảng ô ra làm bản tử kiểm bỏ thối say xưa. Còn nghe đâu thằng bạn tôi bị tôi mạng ở nhà thương, bác sĩ nói nó bị rượu đốt cháy tâm can không cứu nổi, giống như thịt cầy bị tiêu trên ngọn lửa vàng tươi. Trời ơi, lỡ nghe lầm làm linh Lưu Linh, anh lúng lòng anh lẹo anh lưới anh lại anh luôn anh lỡ lời. Từ nay bỏ tôi ăn chơi tôi đi tìm lại cuộc đời con trai. Giả từ nghề hiệp sĩ sai, hôm nay tôi bỏ rượu là ngày đáng yêu. Quá hay rồi. Mời bà con cùng thưởng thức nha, nhớ share like cho tụi em nha. Sao đến giờ này anh mới tới? Tôi đã rượu ngựa âm thầm trong sương sớm, đường xa nó tới muộn, mong tiểu thơ hãy thứ lỗi cho tôi. Sơn ca, em ghét anh ghê vậy đó. Tôi có làm gì phật ý tiểu thơ? Anh còn hỏi nữa, anh ác lắm. Tôi ác? Nhưng mà tôi ác hồi nào tôi không hay gì kìa. Thôi đi, anh đừng có giả vờ như không hay. Anh cứ bắt người ta phải nhớ, phải thương, phải sầu, phải khổ, và phải mong chờ. Giờ bóng trăng soi
của tao phụng. Nơi lối hò hẹn xưa rồi ngày hôm nay ước mong đã đạt thành, hãy nắm lấy tay em mà truyền hơi ấm. Tôi sợ cuộc tình trùng quang, vì sao lần gặp gỡ em thấy cả trời thương đang rộng mở giữa tim mình. Đời lắm phù phàng cay đắng em ơi, nước dưới sông sâu có khi rộng khi lớn, đằng chơi dần chẳng nhỏ có khi tròn khi quyết, còn tình của đôi ta là bài ca diễm tuyệt, dù đã thiên thu nhân tình chẳng tình là dây trói cả đôi tim, dù bao đắng cay muôn vàng khổ sâu, tình còn mãi gắn bó bên nhau thì bao vàng khổ vẫn còn đeo mang. Cánh chim liền đôi vượt qua giông bão đến nơi bình yên, càng tốn chay. Nhưng anh biết phải làm sao, trước tình cảnh cháy ngang phải đành cam chịu ôm bao đau thương. Mà thời gian qua lòng anh thương nhớ, biết bao giờ quên kỷ niệm xưa, nhớ chẳng hôm nào mình bên nhau tay trong tay. Anh vẫn yêu dù ta không còn gần gũi bên nhau, dù biết chờ đợi chỉ là hoài công, nhưng anh sống với tình em qua kỷ niệm êm đềm. Gặp gỡ làm gì thì phải ly tan, tình chưa trọn vẹn thì đừng nên dương chân. Sơn ca ơi, có gì đâu mà anh phải buồn lo sâu lắng, để em phải bàng hoàng trong giấc ngủ chim bao. Sư muội hết rồi, hết rồi. Nhớ xe la cho tụi em nhé. Nhớ xe la cho nghe, em ca em thở muốn chết em luôn. Chị Bình An ơi. Dạ. Thì hình như là chị giả giọng của nghệ sĩ Diệu Hiền. Dạ. Rất là hay. Dạ. Không biết là đợt này là tham gia trong cái chương trình giọng cổ kiếp tầm này, chị có thể cống hiến cho quý khán giả bài đó được không? Dạ được, nhưng mà em hát đoạn khác nghe anh. À vậy hả? Dạ. Miễn đoạn nào mà có Diệu Hiền là được rồi. Dạ. Giống Diệu Hiền là được rồi. Dạ. Dạ mời quý vị hãy xem vở cải lương được mang tên Nhụy Kiều Tướng Quân. Nàng Trinh, nàng định đánh hay sao? Nàng không thương tiếc người dân bản làng hay sao? Ta biết rằng ta đây thương tiếc những các người phải biết tận tường dắt dao bản làng.
được 2 ngày trong vòng 8 tháng hoặc là nửa năm, đất chung tay chống trải khô khan cằn cỗi, giặc có thể đem quân bao bọc muôn bề, phía bắc phía tây sông nước đổ về, không có một nơi nào ta đặt được đá bay hầm trong. Nếu ta nóng lòng đem quân ta xa giao chiến, giặc của vậy ta sẽ thiệt hại khôn lường. Nói như vậy ta hàng giặc hay sao? Để chúng nó tự do mà tàn sát dân lành. Hèn à, không, ta không bao giờ ta hàng giặc, vì ta sẽ thắng, và sẽ thắng ngay ở trong trận đầu. Chị Trinh thương anh em như một án mây mù, đàn Trinh nàng có cách nào chỉ dẫn cho anh em. Đó, một dải núi cao vô cùng lợi hại, nơi đây mà rèn quân luyện trai. Nếu như vậy ta rời xa làng bạc, ai đốt nén hương tàn cho mộ mà ông cha. Xa quê hương cũng chỉ vì vạn ngàn, để cho cuộc chiến này khỏi đỡ tốn máu xương. Quá một thời gian mới đổ sức diệt thù, đổ sức thề ở các biển khơi, cởi ách nô lệ, chứ không quyết cúi đầu làm tì thiết cho. Thưa nữ chủ, Lê Quynh, sao hôm nay Lê Quynh thay đổi cách xưng hô làm cho chúng tôi vô cùng sửng sốt. Thưa chủ tướng, Lê Tân Quân từ thổ ấu thơ, chúng ta cùng chung một thầy, cùng chung một đường gươm mũi giáo. Lê Quynh vẫn thường gọi trinh này là cô Út sao bồng nhân. Chuyện cô ngày xưa xin đừng nên nhắc lại, khiến lòng tôi uất hận khôn tan. Giờ đây chuyện gian sang xin ký thác ở tai nàng. Thù nha, thù dân tộc nặng gánh. Triệu Tiên Công nửa đường gãy gánh bỏ, biết mấy công trình nơi đất Quân An. Hôm nay Lê Minh tôi xin vòng tay cùng cô Út và nhân dân ra sức dẹp xăm lăng. Xin hãy dẫn cho tôi sao trước một lời thôi. Xin có đất trời xét soi, ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề, trước dòng linh của người chủ tướng anh hùng, bằng tất cả tâm chân tình, bằng máu nóng trong tim. Lê Quynh, vì bởi lẽ đâu Lê Quynh xúc động, xin sao trước tòa ngọn mù những bí ẩn trong lòng của người anh đầy mẫn thương. Thưa nữ chủ, còn đây là thư toàn bộ kế hoạch, xin người hãy nhận cho tôi. Khi nào tan bóng giặc thù, lời ta từ bạn hiểu lòng tôi. Lê Tân Quân, mời Lê Tân Quân hãy đứng lên. Trả hàng sáng trái giặc cả, xin dân. Lê Tương Quân
vậy thì ta mời Lê Tân Quân hãy ngồi xuống đây. Dạ. Lê Tân Quân cứ ngồi đi. Dạ thưa nữ chủ. Nếu đã gọi ta là nữ chủ tớ thì ta ra lệnh cho Tân Quân phải ngồi. Dạ. Nhưng cho đến khi nào có được lệnh của ta thì Tân Quân mới được đứng lên. Nghe rõ chưa? Xin dân. Lê Tướng Quân, Tướng Quân ơi dần của non sông. Dạ thưa nữ. Dạ. Trong lúc khó khăn nguy biến có gian nan mới số già anh hùng nói Lê Minh Tu xin đa tạ tấm chân tình của người chủ tướng. Giờ đây Lê Minh Tu xin bái biệt. Khoan, Lê Tấn Quân hãy chờ đã trong chốc lát nha. Xin dân. Lê chia tay dân người trai ly sổ đau đây non sông đang chờ ngày đầy ước mơ toàn dân sinh ghi nhớ cho cầu tiếng ai lên đường lời vàng xin ghi nhớ trên đường xa mang vào lòng. Sùng sục xoay tôi xin thề trên anh thép xin thề trước ngàn vạn sinh linh đứng lên vinh dự nước non này đưa tiếng một người đi đi vào nơi hiểm nguy bên men rượu giới đây trong chất nặng nề ta mang sứ mang người trai qua xôi làng
vinh quang chiến công mang về. Một lần nữa ta thay lời cấm họ, trao trọng trách nặng nề và hy vọng ở Lê Quynh. Thưa nữ chủ, dù cho dạng tử nhất sanh, đứng trước mặt nữ chủ Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự. Phúc lên đường nghe rạo rực cả tâm can, tôi sẽ cắt đầu thù và tế trước linh hồn minh chủ. Đi đi anh ơi, ta hẹn ngày tao ngủ, khi nước non này sập bóng sầm lăng. Giờ này Lê Minh tôi xin bái biệt. Bái biệt. Bái biệt. Dạ hết. Hết rồi. Hồi nãy là anh có nghe ca giống anh Năm Thanh Tuấn rồi. Bây giờ là nghe nói là em ca giống là ba Út Chồn nữa phải không? Hay gì hả? Chắc có lẽ là cũng hơi giống thôi chứ không giống lắm đâu. Đâu làm thử cho anh coi coi nào. Bây giờ anh ca thử cho khán giả xem anh hát thử coi giống Út Chồn không ha. Bây giờ Phước xin kính hát tặng cho quý khán giả ba câu vọng cổ, câu 1, câu 2, câu 6 của soạn giả nhân dân Diễn Châu. Tình anh bán chiếu. Dạ. Nếu mà ủng hộ Phước Bến Tre nha bà con ơi. Nếu có gì sơ sót thì rất mong mọi người bỏ qua cho. Dạ. Chiếu cà mau nhuộm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Tôi gối đầu mỗi đêm ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Trời quá đất, ca gì mà giống dữ vậy trời. Mấy anh thông cảm, không biết giống được chút nào không. Em cũng cố gắng hết sức. Tặng cho ai thì tặng cho em nha.
nhổ xào cho ghe chiêu trôi xuôi, lòng nắng triệu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên sao lay, đôi mắt dần hướng về nẻo cũ dường xưa. Thôi ơi con sông cũng hiệp chảy ra bảy ngã, thì lệ của tôi sao nó cũng lại lãng tuôn dầm. Có ai biết được tâm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kính ngà bay, sông sâu bên lở bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Một vẻ đẹp thiên kiều ma mị, ta đang khao khát như tục tử là thiên thai. Ôi dáng khôn khôn mối mộng khắp qua đầu, có phải chăng nàng là hằng ngã giữa lầu xa vậy? Thì nàng hãy đến bên ta để ngã vào vòng tay của một vị vua đang say mê ngây ngất, và hãy bố thí cho ta tình yêu của thuở ban đầu. Tiền nữ chớ ôn hoài, cài mảnh dài
luật của quân dương đối với cung kỳ tiếp sinh cúi đầu chớ mở khăn tiếp không dẫn lời xin người hãy thương tình không công nàng ơi nhưng đối với cung phi và luật lệ triều nghi không ai được nhìn mặt ta dù đã được quân dương sùng nhưng đối với nàng thì ẩn cả hai mở mảnh giải lúa đen đi cho hoàng cung bừng lên ánh sáng hãy mở mở xa đi ta đang chờ đợi dưới chân nàng tiếc gì với ta mà nàng lặng thinh giữa một cung tần nào dám cãi không có một cung tần nào nhìn thấy mặt quân dương nhưng đối với nàng thì không có lớn nào hơn cả hãy mở xa đi ta đang chờ đợi đón nàng đây chỉ một lần thôi thì nào ai đâu biết tới cớ nhẹ khăn đen cho mắt đẹp buồn đành chia cách bởi quân dương nàng là nàng ơi có biết tình này ta gắn bó mở xa đi nàng ơi ta đang chờ ai này quân dương chớ nên sai lời ban truyền lục hoàng cung nào làm cho tình ta ngang trái không được cùng ai kia má đường dài kề đừng oán hận hỡi quân dương đời cung phi còn oán hận gấp trăm lần mấy vạn mấy trăm cung tần đành tan nát cuộc đời con gái ngàn kiếp u hờn hận thâm cung đừng gian này đừng đụng mạnh khăn đen lúc bảo tàng đã chiếm chết cuộc đời con gái cãi lại lên mai là tại ai bài điều ngang trái hỡi quân dương nghe đây tiếng nói cung trần ôi đêm tà một giấc mơ say nàng xóa ơi trăm miêu nàng mà nàng hơi có hay nhưng không cái là mở sông là phạm điều cũng cấm giết nàng chăng trời ơi ta bao nợ thả nàng chắc không ta không thể bỏ kỹ cương thả bút gia hình tâm trí ta nát tan mang án tử mà không ta tha tội nhưng ta không thể để nàng lọt vào tay ai hết trả lại quê xưa đây lệnh của ta truyền kể từ giờ phút này và mãi mãi giờ
Hay không Phước? Hay. Hay không thấy vỗ tay chân vậy ta? Ca Su, giờ này em ở đâu? Ca Su, Phước nghe Ấn Độ Phước. Nhưng yêu thương nó dối ngày mà sẽ trả đi nơi kia.
hỡi tình ơi sao lắm nỗi đoạn trường, ai ghi chi bao cảnh tình ngang trái để đôi lúa mình mãi mãi xa nhau. Cá su ơi anh xin thề anh là anh ruột của em, anh xin hứa sẽ bảo bọc nhất nhiều sao trước cho một linh hồn được an tâm mà cất bước cho mẹ và em trong cuộc sống mà xa giàu. Ca đưa ơi, ca su em trở lại đây là để gặp mặt anh lần sau cuối, nhưng sao bây giờ anh nói chuyện kia xa. Cà ru em, bà sư ơi em không có lỗi lầm gì cả, tại vì nghịch cảnh trang an, xin em hãy hiểu cho anh mà tha thứ. Mưa cứ rơi nơi nơi, tiếng hát tôi vang xa nơi nơi, dù ngoài đưa hai đường hai lối, anh vẫn yêu mình em thôi. Dù hai đứa hai đường hai lối, anh vẫn yêu em và yêu đến muôn đời. Kể từ hôm nay mình tạm chia tay, còn gì đâu ngày xưa ấy, càng thương nhớ càng đau xót ôi nỗi chi. Tình chia ly cho nên buồn cho nặng sâu, dù bao gian khổ lòng vẫn chung lòng. Quá trời quá đất hay luôn rồi. Cảm ơn anh. Gục đầu ta khóc câu thương biệt, người ngọc bây giờ gọi cô nhân. Bàn quý ơi bông thiên linh ban ra là tam ban trào điên, ta nghe tim ta cỡ hồ rung chuyển, thương cho ai lại tủi thẹn cho mình. Trời ơi hay quá hay. Một đấng quân vương ngang dọc giữa triều đình, cam bất lực trước hay vì mẫu hậu, để cứu tử người tương. Ta xót thầm số kiếp một quân vương, khi dòng châu ràng rùa thấm lòng bao. Tôi từ này vĩnh viễn xa nhau, ruột nát hồn đau chứ nỗi sầu giảng kỳ. Thank you.
lìa đôi. Rượu dao bây giờ đã quá mi bôi, than khóc chi đau xót mà thôi. Đưa tiếng nhau rồi âm dương đôi ngã, thì còn gì mà chờ đợi nàng ơi. Rồi sao nữa anh hãy hát tiếp đi anh. Bàn phi, bàn phi, trời ơi nét hoa còn chan chứa giọt tu ba, mi khép kín một phần tình tiếng cổ. Từ đây đêm buồn đới quyết chén rượu đào ấy chút để mình say. Qua lưu động câu ưng thường tài thủy đáo nhân gian đình bất ngồi. Ta nghe từng giọt sương nơi ngỡ như giọt lệ đầy dời khóc nàng. Ấy Khanh ơi mất nàng rồi ta sống với ai đây, cách mẫu hậu không hãy hà chí lượng. Để cho người nát ngọc tan vàng, tội của ai làm lại sự tội bàn phi. Hết rồi. Dạ hết rồi. Quá trời. Mà không hỏi chủ mai nhờ anh Thái Điền anh điềm chỉ, cho nên anh nhìn kỹ coi có phải em không. Anh đâu, anh coi có phải em không. Y chang như Lý Bình An vậy hà. Trời anh Thái Điền anh nói vậy đó. Anh Thái Đường mà cũng nói đúng quá ha. Thì bởi vậy có đôi mắt nhung tâm tấp trung trung, mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ tan mặt em ta nói là hiền, hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Chỉ hẳn năm trước cũng tương tựa như em già giản dị bình thường. Nè anh ơi, anh ở sông Tiền hay là sông Hậu? Dạ tôi ở Sài Gòn. Dạ xin lỗi à, anh thứ mấy? Dạ tôi thứ ba. Còn em á thì em thứ sáu. Chứ anh ba khen giúp em anh thiệt, hay là nói cho vui vậy anh ba? Dạ cô Sáu ơi, bấy lâu nay văn kỳ thân bất kiếm kỳ hình, giờ gặp là mới liền ha. Anh nói thiệt không, anh mê ai, đàn bà hay là con gái? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò má dài của... Của ai? Của bà má bài. Hú hồ. Hú hồ nhờ có bà má bãi. Anh ba ơi, con gái như Hạnh làm em nó thiệt tình vậy đó anh ba. Tôi thì bụng miệng sao nói ra làm vậy, mà cô từ buổi cãi cô xảy qua buổi cà hoài vậy hả? Yeah.
kìa cô Sáu. Dạ. Ngôi trời có chút xíu mà em giận em mà. Vậy chứ sao hả ba? Tôi nói vậy mà không phải vậy nha. Tôi muốn hỏi cái công việc không canh xuân vụ trồng đậu cây lúa có tốt không vậy mà? Vậy anh nghe em nói nghe. Quá mai đòi trắng gọi đào vàng mơ rụng lúa qua màu vườn nên mình hạnh phúc mộc quê em thay trời đôi đất cho trọn niềm ước mơ. Cô Sáu. Dạ. Cô Sáu có nhìn kìa cô Sáu. Thấy gì đâu anh? Anh đâu thấy gì đâu. Trời ơi, thấy đường mà kêu dòm nữa ha. Men đất dài đường cài như con cô má hồng mà lòng kéo sơn. Gió mưa nè, gió đầy mầm lên. Đừng khen mà em mắc cỡ. Mắc cỡ gì? Tính kem là hay mắc lên. Ta tình tan tình tình ta. Sày bả quở vậy hả? Nay á gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà em không nói thì sợ anh bảo con nhỏ nó hay làm le. Tôi khó tánh lắm mà, ai mà hỏi mà không nói là tôi giận luôn á. Thiệt không nè? Thiệt chứ, anh Thái Điền. Chớ còn ở đây nói chuyện tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Dữ vậy cô Sáu? Vậy anh ba vô nhà em chơi nghe. Tươi sống xuống đầu em về. Cô Sáu nói vậy tôi không tiện cô Sáu à. Sáu à? Dạ. Cây có gốc mà trổ cành xanh ngọn. Tôi muốn cô cho tôi chứ cô chọn cái nghĩa mới quen. Ý trời à, anh nói gì mà em không hiểu à. Thôi để em đi tưới đậu kéo trưa rồi. Anh ba vô nhà chờ ngồi chơi với anh Thái Điền nha. Em đi nha anh ba. Thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút. Mà hỏi cái công việc cô sản xuất thì một lúc cũng xong thôi à. Ý, đâu có được nè. Mãi mà là chết á. Chuyện em làm thì xuống em hiểu. Chớ ở đây tiếp chuyện với anh ba hoài. Chứ cả cuối heo hết anh ba ơi. Bà con nghĩ hẳn sẽ chê cười. Em bỏ qua chết khô vì đứng nói chuyện với anh cả tuổi. Tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới. Làng sớm miên vui loạn mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu nha. Lời cô là núi sông xanh tươi sắc lá xanh trong lòng. Vậy là hả cô Sáu? Vậy thôi cô đi tưới đậu đi. Quá trời hay luôn. Nhớ xe la cho tụi quá em nha. Quá hay, quá hay. Mời bà con cô bác nghe Thái Điền hát một lớp cải lương trích đoạn của cố nghệ sĩ nhân dân Giang Châu. Một lớp cải lương trích đoạn được mang tên Ngao Sò Ốc Hến. Thái Điền đóng vai Trùm Sò. Ta hát thằng giá thôi.
con ngủ rồi ông chủ ơi. Làm nào dùm cái đó đè đi ngủ trơn trời mày. Đêm nào ăn trộm nó cũng dừng à. Mà đêm nay là tối trời, tụi mày ăn nhậu ngủ cho dữ à. Nghe tao dặn nè. Dạ. Nghe không? Ông không nói sao con nghe. Nghe. Ông nói con mới nghe. Nghe thì hãy quái hay cái lỗ tay. Mà nghe tao báo đây, cả hai đứa chúng bay. Kìa thì giác đêm nay tan dọn về uống mấy chén hơi say. Bây cách chừng cho tao ngủ đến sáng mai. Dạ sáng mai rồi con ngủ. Dạ mày còn phải lau nhà. Dạ lau nhà xong rồi con ngủ. Bữa cũng đủ rồi, ăn ướt xong chắc là được đi ngủ. Mày ngủ rồi ai thức để mà canh? Ăn trộm nó vào lấy hết đồ của tao rồi sao? Thức anh quét rồi nhau kẻ mũi phơi khô canh mai nước ta nấu hoặc cầm. Chẳng nghĩ chưa chẳng có cơm chiều hết đêm nay chẳng chẳng đêm trông. Trời ơi, nói nghe mà nó có nghe đâu. Nó nhậu say sỉn nó ngủ mẹ hết trơn rồi. Chừng thức dậy nghe chó sữa ngủ thì quần áo vàng vòng tiền bạc của tôi nó lấy sạch hết. Bao nhiêu năm làm trùm tôi chỉ dơ nhét được có bấy nhiêu. Rồi đây Thái Điền sẽ nghèo. Thái Điền sẽ nghèo mát riết thôi chứ. Làm trùm. Sau đó tôi mới đi tìm thủ phạm đến nhà thị hết. Thấy ba chữ đồ gian, tôi bắt kiện nó qua huyện. Không biết ông cố nội qua huyện này ông xử cái gì á. Ông xử cái gì mà quần áo vàng vòng tiền bạc của tôi lấy sạch hết còn kêu lễ cũ. Quất 30 heo. Trời ơi tôi mập như vậy mà quất 30 heo làm sao em sống nổi. Tôi bây giả đò tôi chết. Ông cô nội ngồi trên cao thấy tôi chết thì kệ mẹ. Lễ cử đe chung sao quất 30 heo nữa. Tôi mới lờn cờn ngồi dậy. Nó chưa chết đâu quan. Quan ơi là sò đã chết thiệt rồi. Nhưng mà suy nghĩ lỡ Thái Điền có chết đi rồi thì vườn ruộng không ai lo, nhà cửa không ai chăm sóc, tiền góp không ai thu. Mày giàu quá không? Thấy gì khổ luôn quá phải không? Bỗng nghe tiếng quát nạt của quan hùng sò mới vội vàng trở lại. Sao mày không chết thì mày để của lại cho tao. Quan ơi vỏ sò tuy cứng nhưng nó sẽ mềm nhũng như trái dừa. Giật mình mày. Gà nó chín rục, nó nứt da, nó đổ hột, nó nát mấy mẹ rồi ăn uống gì nữa quan ơi. Trời ơi vậy mà chẳng chút xót thương, nợ đánh cho nó bập dập như tương rồi bị người ta hốt bỏ. Hãy
tụng quà nói chẳng sai khi thương rồi trái áo cũng tròn. Yeah, trái bồ hòn nó cũng méo. Phải chi mà sò có cặp mày lá liễu bén ngót như dao, đôi mắt long lanh xinh xinh như dành mỗi ngầm thân. Thì móng của sò đâu có nói dòng xanh dòng đỏ, mà không một ai tối hoài vô đây mẹ kéo kèn lá hoài vậy. Thấy gì trên bổ lắm quá. Em đâu có già hồi đâu quá. Quan nói sao? Cái gì không bằng sợ lông chân. Cô giàu là dễ lắm sao? Cô phải đổ mồ hôi sót con mắt dắt dài ra nước bọt cho đáy đấu ăn mắm hút rồi. Có chính quan kiếm thêm quan nữa cho nhận dục, chứ phải nào tóc là hố gì của ai. Khuya nè, dậy sớm ăn uống qua lo mà tiền công thì thiệt nhẹ. Giờ bạc 30 tôi cho giai nhân đất không bị ai dựng lăng, từ đó tôi mới tích lũy mà tao nhà tao đất thì tiền ngủ không yên chết. Hệ tiền nhẹ chó hực thì đã giam cổ Thạch Xuyên vào trong ngục tối. À Khắc Thiên Kiều, anh Kiều sao? Bỏ xa đây, để xa nói cho Kiều nghe. Nếu A Khắc Thiên Kiều không trở về ngục tổ thì tên cổ Thạch Xuyên này sẽ bị cực hình thê thảm nhất. Không, em không về mong cô. Em không về mong cô. Tiểu thơ còn thương xót cuộc đời ta nô lệ, thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê tặng
con khổ bấy nhiêu. Một phút kia lìa lòng mong thấy quần đau. À Khắc Thiên Kiều, tại sao lại khóc? Không biết nữa, chắc là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi à? Hết trần rồi, hết trần rồi. Em yêu một người xa lạ. Một người xa lạ? Gặp chưa? Mới lần đầu anh. Mới lần đầu mà em đã yêu. Trời ơi, anh Chu Sa. Hết trần rồi, hết trần rồi. Anh Chu Sa làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Mà anh muốn nói với em một điều, bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã buông màn rồi, anh có còn gì nữa đâu để mình đã một thời chất chiêu trong tuổi còn thơ hồn yêu, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay. Và đã từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng, nhưng vẫn ngăn cách theo ngày lạnh lùng. Anh muốn nói một lời nỗi đau sâu gì vào hiểm ra nguy, chưa bao giờ khiếp sợ sau bóng dân nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn nắng mây bay lòng vốn sắt sẽ buồn, lòng vốn tất chợt đổi duyên với tình yêu. Chu Sa, anh đã yêu mà vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh yêu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cơn rồi đau tim, xóa tóc mây cho má phấn môi hồng. Có phải em và người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn ngỡ ngờ và xem em là kẻ lạ. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hình hờ xa lạ, chỉ còn nhiều đau gần gũi tất gian mà như dạng ly quang sáng. Tình tâm lấn nên tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng em đang bao đồng nơi bời. Thiên Kiều ơi, bóng dưng chiều nay lo sợ như đánh mất một cái gì mà mình yêu. Một mai giữa xa trường anh gục ngã.
ai là người xây lắm mộ cho anh. Hay anh làm quá. Bắt đầu em hát nha Long. Rồi hát đi. Chưa được tô tài anh đi trung sĩ, vợ ở nhà lấy mì xanh con, chưa bao giờ hết chuyện con. Anh về anh có mì con anh bồng. Ê, cái thằng què kia, mày làm cái gì mà thập thò ngoài cổng đó? Mày muốn tìm ai? Mày kiếm ai hả? Tao không có chỗ đi, tao không có chỗ đứng. Hả? Mà tao cũng không có chỗ ngồi. Gì kì vậy? Tao đến đây tao nhậu được không mày? Ờ, thì anh ok. Mày anh Hùng không? Mày là thằng Bình. Anh Hùng. Bình. Anh Hùng. Trời ơi Bình ơi, tao nhớ mày quá Bình ơi. Anh Hùng. Ủa sao mà cái thân thể anh hôm nay tàn tạ như thế này vậy anh Hùng? Anh nói tôi nghe đi. Anh, nhưng mà anh về Sài Gòn này bao lâu rồi? Tao về Sài Gòn, tao về Sài Gòn để tìm lại mấy ông gia đình. Trời ơi. Hai ơi, còn đâu nữa, về một phương trời nào sống chết biết ra sao, cho nên tao mới lê tấm thân què đi khắp thành nội ngoại ô tìm kiếm cho ra vợ con khốn khổ. Bên cây chết
bầy lăng xoay. Sao anh chỉ tôi? Thì em từ ngày làm sao anh có thể tách rời một mảnh thép từ một cái nổ vô tri đề là tự chọn mục tiêu mà xuyên thông những trái tim bảo ác tham ta. Có đạo điên thác loạn, anh vẫn tin tưởng rằng hình ảnh của em và con vẫn sống mãi giữa tim anh. Trời ơi, anh mong em sẽ chết cùng anh để hai ta cùng tìm thấy một niềm thủy chung đau đớn để cùng dồn vùi. Trốn lính nằm queo, còn em thì đảo tần mua bán cực khổ mà vui. Anh nằm queo mà anh tự do hạnh phúc bên cạnh vợ hiền và một đứa con ngoan. Hương ơi, em đã khóc nhiều rồi. Hôm nay không có thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em không? Anh không đồng hành hoàn cảnh, mà anh phải trả thù. Anh hy sinh thân xác này để chuộc lại linh hồn của em trong những ngày thơ mộng cô. Dù cho em đã làm gì, hiện tại ra sao, thì anh vẫn yêu em và tha. Chồng cũ và hình ảnh của con thơ mà mình đã chung sống bên nhau trong quá khứ thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em mày là vợ hiền là lẽ sống của đời anh. Em đã ngự trị trong trái tim anh ngay trong những giờ hắt hơi, thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh một mình với trái tim với máu và một mối căm hờn. Quả tứ quân, mày phản bội lại sư môn, mày phải chết. Cha ơi con xin cha hãy ngừng tay, cứ tha cho nàng được sống ở trần gian, đừng gây cảnh đi tan cho tâm hồn con phải dương tan. Loan phương chia đàn
con ơi, con đừng lên mơ mộng, đừng để tâm hồn dao động, mà thương làm chi một cô gái dâm loạn. Cha, cha ơi, cha vừa nói ai đã làm cho hoa bình vỡ gương ta. Tình đã ly tan khi em đành lối bến sang thuyền. Em đi bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm im đêm. Tiểu muội ơi, có bao giờ em thấu hiểu thương cho lòng này đang nặng trĩu bởi sầu? Có nhiều đêm anh thở thân giữa trời xưa, mơ làm giò đầy đứa dần trăng sáng. Nhưng giờ đây tâm hồn em không còn trong trắng, tuổi thơ này đã chìm dưới lượng sóng ba tình. Đại huynh thì ra đại huynh đã yêu em mà. Phải. Nhưng đại huynh đã yêu em từ quân mùi. Anh đây em từ lâu mà anh không dám nói. Đại huynh, quân mùi ơi, anh đã yêu em từ cái thuở em biết thẹn thùng cuối mặt giận hờn khi anh đắm đuối nhìn em. Mỗi lần thấy má em hồng, mắt em tim sáng là lòng anh ngập tràn niềm vui hạnh. Ôm mong vào hôn mạnh ba anh từng, và thường ghen hờn với lỗ bớt trầm ông. Muốn nói yêu ai những ngày mình quá vội, chừng hay xa em bờ lối chào tình. Thôi hết rồi những ngày mong mơ, những chiều nhìn vàng em đi, còn chẳng một mảnh tinh si tùng nghiêng liêu đó hát về cùng tăng. Kìa, độc thương trường cánh, ta là trận viên được nhà ngươi rồi. Và đây là sứ trừng phạt của nữ chủ nhân. Đôi mắt của tôi, đôi mắt của tôi, hồng môi lên quân, hồng môi ơi, khi anh và em đã nhìn ra tông tích kẻ già thù, thì quan thiên lỗ lược đua nhau
về anh đi mù loà, vì độc nhãn phân hương. Tôi là tôi cho em, mà anh gánh chịu đau thương. Kẻ thù đây cũng nhỏ lệ khóc thầm. Xưa ta và phụ thân các ngươi hai tên cướp biển thăm dâu. Một hôm dùng trời biển động, gã bắt người lau mình ra ngoài biển cả, để ở nhà tư thân với vợ của ta. Hả? Khổ nhân, ông hãy kể tiếp nữa đi ông. Rồi một tia nghi ngờ trong tiềm thức, ta vội vàng tìm về trong cơn dân bào. Và sự thật đó ta vừa nói, một đường lơm ngọt tìm đã giết chết vợ của ta. Hả? Ta bảo phụ thân các ngươi hãy về đi, lỗi là do con đàn bà dâm đàn. Nhưng bạn ta là một anh hùng hào hán, đã lấy trường thương mà quỷ hoài thân mình. Trời! Ta biết rằng nói sự thật chẳng ai tin, nên ta tự bè gậy cán thương và tự nhận mình đã giết. Cũng từ đó ta mai danh ẩn tích, đến nay gặp con bạn mình cũng vừa đủ 20 năm. Cuộc sương quý thời Dư Thúy Ngọc. Sầu thương Dư Thi Ngọc, cô xin quý em đừng lại vô mang sâu. Dư Thi Ngọc chớ tắt xa em ơi, vì ta tình bao cay đắng. Tài lại nắm trong tay mà cho dân yến cho nhau
rồi Dương Thị Ngọc ơi, tình yêu cứ mặc cho duyên sầu duyên sâu, chết cổ đường xin hằng dấu dân không tử, giờ đây sẽ đi vào quên lãng để đường xưa qua lại ngát tình. Hải ơi xin anh đừng nói ra chi những tiếng chia ly, kẻ ở người đi làm cho đau lòng mã hồng phấn bạc. Em sẽ nguyện gìn giữ dù cho trăm đắng ngàn cay đất, bằng sống dậy khi bóng hình anh vẫn mãi trong tim muôn thở chẳng mơ bay. Không, không cần nguyên nhân nào khác hơn nữa, mà nguyên nhân rắc rối của cha mẹ tôi là do bà. Tôi đã tìm hiểu và đã quả quyết như thế, cho nên hôm nay tôi đến đây yêu cầu bà hãy tuyệt giao với bà tôi, mà bằng cách tốt nhất là bà phải rời khỏi nơi đây, không được làm ăn sinh sống nơi này kể từ hôm nay. Dứt đường qua lại với bà tôi, bà thu xếp dọn nhà đi cho thật xa, không được do dự trần chờ, nếu mà trì hoãn cố tình đừng trách tôi chẳng thứ tha. Còn như bà nghèo khổ cô đơn mà có ý oán hận thì tôi sẽ cho tiền làm lộ phi để trời chân bước đầu khó khăn. Tôi giúp bà làm ăn lương thiện đàng hoàng, đừng trở lại chuyện ông bước qua đường như lúc bà ở nơi đây. Bà hãy nhớ lời tôi,
có còn là con nữa không ba? Nghe ba kể lại cuộc đời đau khổ của mẹ con, mà đầu óc con như bàng hoàng như người vừa tân mong. Trời ơi, cái người đàn bà mà tôi nhẫn tâm xua đuổi, người đó chính là mẹ ruột của tôi. Ngọn ngang bao nỗi xót thương vô hạn, ba ơi, con đã được dưỡng nuôi lớn lên trong giàu sang nhung gấm, mà con không biết được từ cõi nguồn đau khổ của mẹ con đã cứu mang, rồi dẫn con ra trong cánh cơ. Bao nhiêu tuổi nhục đắng cay quằn nặng đôi vai của người mẹ hiền hòa. Cuộc đời của mẹ con bằng chuỗi ngày dài đêm tối, mỗi một ngày qua được tiếp nối bằng mối sầu thương. Hiếu và tình hãy ngã dân dương, mà mẹ đã hy sinh trước sau cho trọn vẹn. Vậy mà nỗi khổ kia con nào đâu có rõ, dội cách mắng rẻ kinh tề bạc nắng lời. Cho con tha lỗi cho con nghe ba, một đứa con ngu dại dội vàng nông cạn, không chút nghĩ suy làm cho mẹ con thêm buồn thêm tủi. Ma ma ơi, ma vẫn là mã của con, với tất cả lòng tin hy vọng ma đã dưỡng nuôi con bằng tình thương yêu của mẹ, săn sóc dắt dìu từng bước con. Con đã được bảo bọc chở che bằng tấm lòng nhân hậu, nghĩa và tình như biển cả sông sâu. Trong trái tim con bây giờ có hai người mẹ, không sanh có dưỡng, sanh là dưỡng đạo đồng. Dạ thưa bà, tôi dâng lệnh chủ soái đến đây để hát giúp vua cho lệnh bà. Vậy thì ông hãy hát đi. Vâng, tôi hát đây. Bà hãy nghe tôi hát đây. Tôi hát rằng, hát rằng, hát rằng. Người chồng mù đi đôi mắt, cũng từ đâu đó người quyết ra đi lấy trí trái làm
làm lòng thiên nhân mơ gió đùa mây mang tiếng hát tê lương gửi đến bạn chúng tình. Linh bà ơi hãy xem chuyện ngày xưa như giấc mộng mơ qua rồi, xin nhạc tất cả đốt tan thành cho bụi rồi hát lên bài tình điện tiên thu là thu rơi tài trời xuôi gió chướng tình kia lìa bởi con tàu lá lại thôi thì buông lòng đôi tay mình đã xem như là cánh trời vật quý trong đời. Ông lão là ai mà nghe hát buồn quá, ông mới hát nữa đi ông lão, hát đi ông. Dừng, tôi hát nữa đây, bà hãy nghe tôi hát nữa đây. Một mình thở thân tìm mai, tìm về kỷ niệm bên phố lương gian, tìm đâu là giấc mộng vàng, tìm đâu là dấu chân nàng, ôi mối tình trái ngang các buổi giờ đây đã tan thành theo sương khói, quê mẹ giờ đây tan nát bởi những tâm thức mất giờ tôi trên đường trở về quê mẹ, nay thanh kiếm gậy tôi đã nối thành nguyên vẹn, tôi trở về để gặp lại người xưa thì đã rất xa rồi. Quá hay. Anh Dương. Ai? Ai vừa gọi tên tôi? Em Thục Quân của anh đây. Thục Quân. Thục Quân. Anh Dương. Em còn sống sao? Dương ơi, nay em về sớm một bên anh. Thục Quân. Dù đôi mắt của anh không
tình em tưởng vọng. Hơi anh thân quê mình lại lòng buồn. Tình băng giá năm năm bỗng có ngọn lửa hồng. Quân Quân ơi, anh vẫn tưởng kiếp sau mình mới tròn duyên hương. Nay em về đây thọ báo ước nguyện, hãy đến bên anh với bao niềm thương nỗi nhớ. Hãy đến đây em cho âm lại tình xưa cho tiêu nặng ngân. Vẫn còn hơi ấm trong ta, dù cách giờ hôm nay sao quá muôn màng. Nay em về rồi mình bên nhau mãi mãi, ôm lại lỡ hồng bên tiếp lành tàn cho. Khổ nhiều rồi đừng khóc nữa em ơi, hai cô quên mà vui sống hết quãng đời còn. Mẹ đã về rồi hả ba? Như vậy là mẹ đã về với cha con mình hả ba? Mẹ con vẫn còn sống đó con. Mẹ! Trời ơi! Trong giấc mơ, trong giấc mơ, con của tôi vẫn còn gọi mẹ. Con ơi! Mẹ đã về đây, con ngủ cho trời tôi giặc lang thang. Anh ngừng ngỡ mình đã chết, chỉ thương cho con trẻ, chỉ thương cho con trẻ con. Điều chi nan tội mà phải chịu đọa đày trong kiếp sống ngắn sự. Dương ơi, một lời này em xin đơn ta. Không, vì con mà anh đã chịu nhiều đau khổ, là tâm đã phai như vàng đá. Mãi mãi trong tim anh em vẫn là người vợ hiền chung thủy, là hơi thở êm đềm, là ánh sáng tinh tân. Lá xanh như lá xa cành để cây thương nhớ cành ta vô già. Già mặt em rồi thương tiếc mấy quanh nơi. Gương xưa nay đã liền đôi, đón mùa xuân mới hương đời nồng say. Ủng hộ, nhớ ủng hộ xe nha, xe nha. Nhất hoài. Người ta nghệ sĩ giang hồ cánh cò cầu xương,
mình là nông dân nghèo tư cô vô thân. Như lục bình à, mặt tình nổi trôi theo sông nước xa xôi. Thương lối về làm vui, nắp ngoan đây mùa khô. Nhớ chuyện xưa nhớ bản hiền, bèn trở lại đồn điền. Mới hay chân bò bắt tâm, đã hai lần vượt ngục. Tưởng không có được ngày về, năm kia vừa bước xuống bè bị bắt lại một thân. Bốn năm chưa mãn hạn, ăn tù chồng nặng gấp đôi. Tại bao mưa dồn dập, nay tôi mới trở về đây. Mày đâu? Người bắt mẹ con lại, đem đi. Trời ơi, trời ơi, nó đã bắt má nhà em lại đi hết rồi. Không được, ta phải tự giết nó. Ta phải tự giết nó. Anh Thương, không được. Anh hãy nghe tôi nói này nè, anh phải nghe tôi nói. Dư tàn hả? Ngày cho đêm nay chúng mày không thoát khỏi tay tao. Anh Thừa, của tao đã. Bọn mắt trong tay tao đang rung rung đồi máu, và toàn thân tao đang bừng bừng trước lửa. Tao đi đốt nhà lầu lặng nó trả thù cho ma, giết hết làng lính để dạy cứu em lại. Anh Thừa, anh Thừa ơi, thù cha mẹ con nào không ngấm mức. Nhưng tai họa ập xuống gia đình, tôi bất đức xuống sang. Nhưng mà dù hành động thế nào, anh hãy bình tĩnh mà liệu toan. Trời ơi, mày bảo tao bình tĩnh liệu toan. Đâu là hẹn nhé. Nếu anh có giết được bọn tay sai,
lời mày viên tao thật là chi lý, tao đã yên lòng nhịn nhục đợi thời cơ và sát thân này sẵn sàng lao vào lửa đỏ và hai cánh tay này sẽ dùng lên đập tan gì sức chống cầm. Anh thưa đập đuối hay quá anh ơi. Cái bài này quý vị ơi, cái bài này nào giờ là toàn kép hát không, nay có đào vô hát nữa mới đọc. Nào giờ kép hát bài này không? Nào giờ kép không à, bây giờ đào thì xin mời cô chú và anh chị và các bạn cùng nghe một bài hát của cố soạn giả nhân dân Diễn Châu. Đó là bài hát được mang tên Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Xin mời tất cả các cô, các chú, các bạn cùng lắng nghe. Xa lại nhiều nhiều nha. Xin nữa à? Xin chứ. Không, cái này là mình phải xin. Xin mới nhiều, xin mới có like. Dạ. Gió Đông Sơn Bạch Thu Hà. Bạch Thu Hà điên cơn lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mình mùng em không chung tình khóc than riêng em một mình. Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh, tình đầu bè bàn trong cơn chiến chinh, đưa tiếng nào hay để chia cách trở muôn đời. Nói nữa chi thêm nghe còn mối đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh khi cánh nhạc bay về cuối nẻo trời xa. Hay những lúc đêm khuya tựa rèm vô ngóng manh trăng vàng, nàng có nhớ đến tháng năm này có một người yêu vui thay giữa dùng cánh trăng. Bạch Thu Hà ơi em ở đâu? Gió Đông Sơn Bạch Thu Hà. Gió Đông Sơn Bạch Thu Hà. Rút gương thêm mà dòng lễ tuôn xa, khắc vào cây ba chữ Bạch Thu Hà để kỷ niệm ngày ta không còn gặp
bằng gió đông sơ đã vùi tay trong gió bụi quang. Hoàng hôn đạp phủ trùm trên bãi chim, một vẻ u buồn lạnh lẽo tiêu sơ. Lá rừng rơi rụng như mưa, phải chăng xây mộ nắm mồ cho anh? Máu hồng theo lễ cuốn xa, nhắc câu chung phí mà lòng ta kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình.